Xin chào các bác nhé, em Hoài tiếp tục quay video. Nãy là em đang giới thiệu dở cho các bác được 5 con hàng rồi. Đấy, Tanto này và 5 con hàng dao mèo thủ công Lai Châu. Tiếp đến là em sẽ giới thiệu số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Đó là 5 con hàng. Trong đó từ 6 đến 9 là dao mèo thủ công Lai Châu. Số 10 đó là dao mèo Phúc Sen các bác nhé. Dao mèo Phúc Sen. Bác nào mà thích con hàng dáng như thế nào, giá như thế nào thì bác cứ tham khảo nhé. Số 6 đó là một con hàng mèo râu rừng. Mèo râu rừng lưỡi tầm 27,6 phân ấy. Này có cả vỏ mèo gỗ râu rừng luôn các bác nhé. Đây là mèo mộc gỗ râu rừng, khâu là khâu đồng nguyên chất. Lưỡi là rèn bằng nhíp uát luôn các bác nhé. Dày khoảng 7 ly thon dần về mũi. Đây là mã số 6. Giá là 850 và sale hay là lì xì cho các bác. Còn 830.000 bao ship hàng toàn quốc. Có một con hàng duy nhất số 6, bác nào chốt thì các bác lên số cho em nhé. Hoặc là các bác liên hệ luôn với em Hoài theo số điện thoại ở trên ạ, 0352749419, số 6, 830. Số 7 là một con hàng mèo mini, vỏ là vỏ cẩm đỏ luôn, 800k, lì xì 50, còn 750.000 bao ship hàng toàn quốc luôn các bác nhé. Đấy, số 7 đây ạ. Số 7. Số 7 lưỡi dài độ 21,6 phân các bác nhé. Dày khoảng 6 ly thon dần về mũi, đáng dao là lưng gù mũi hách, dáng mèo truyền thống của người Lai Châu. Có cả vỏ luôn, vỏ vuông như thế này, như trên hình luôn. Các bác nào chốt thì 800.000 lì xì 7, còn 750 nhé. Bác nào chốt thì chốt cho em con số 7 này. Số 8. Số 8 và số 9 thì vẫn là mèo gỗ cẩm vuông. Mèo thủ công của người Lai Châu này, khác nhau cái lưỡi thôi. Lưỡi dài 21,5 các bác nhé. Này, số đây là lưỡi của con số 8 đấy ạ. Lưỡi dài 21,5. Đây là con hàng số 8 nhé. Bác nào chốt thì cũng có thể. Đấy, 800k lì xì còn 750k. Duy nhất ở trong cái series video này của em thôi nhé. Có hai phần nha các bác nhé. Đấy, đẹp như hình luôn. Các bác có thể vừa trưng bày phong thủy và các bác cũng có thể vừa sử dụng luôn. Đi vượt đi câu cầm theo rất là tiện lợi. Đấy, 850. À, 800k. Lì xì còn 750. Số 9 thì mèo lưỡi tầm 20 phân. Đấy, số 9 thì mèo lưỡi 20 phân. Lưỡi tầm 20 phân thì mình đọc ngắn hơn này. Đấy, à, con này cũng 21,5 phân đấy các bạn. 21,5 phân, có cả vỏ như thế này luôn. Số 9 nha các bác nhé. 800k lì xì còn 750. Bác nào chốt thì chốt liền cho em số 9 cho em nhé. Đây, cũng rất là đẹp. Mấy con hàng này đều đẹp hết. Số 9 này. Số 10. Số 10 đó là một con dao mèo Phúc Sen. Số 10 mã số cuối cùng, một mèo Phúc Sen nhé các bác nhé. Đây, vỏ bằng gỗ cẩm chì. Này, giá là 550.000, bao ship hàng toàn quốc, sale còn lì xì còn 500k, bao ship hàng toàn quốc, lưỡi dài 25 phân các bác nhé. Hàng y hình này, bác nào thích thì chốt lúc em mã số 10 nhé. Mã số 10. Bác nào thích thì chốt cho em mã số 10. Đấy, bác nào thích thì chốt cho em là con này, hàng này là mã số 10 các bác nhé. Và các mã số 9, số 8, số 7 tất cả đều được lì xì bớt 50.000. Các bác mà thích con hàng nào cứ alo cho em Hoài theo số điện thoại đó là 0352 749 419 nhé. Xin cảm ơn các bác nhiều. Xin chào tất cả các bác.